Cũng thơm quá, giờ mình cắt ra cho mọi người ha. À, cái này nó nướng đó em. Mê lắm nè, sông biết nhỏ nè. Sorry em, rất mạnh lên. 1, 2, 3 Yo. There we go. Rồi chốt đơn nha. Chốt đơn nha cả nhà, chị nào thích cái nào báo em nha, em sẽ mua về giùm nha. Đó, 5 đồng một mờ một cái đều. This is mine. Bây giờ mình đi ra taxi rồi. Ghê vui rồi, con ngựa rồi. Puro pinche party. Yeah. Tijuana. Hello guys, welcome to Monkey Love Channel, this is Sushi. Hi. Hôm nay gia đình mình sẽ đi trải nghiệm đi Tijuana, TJ. Mình sẽ đi xuống downtown Tijuana and mình đi Rosarito, mình đi Puerto Nuevo, đi ăn tôm hùm. Và mình xuống Popola, và cái trạm cuối cùng mình sẽ đi cái chợ cá đó. Rồi xuống dưới mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Bây giờ gia đình mình sẽ đi trải nghiệm đi xe lửa xuống dưới San Isidro. Đi 2 đồng rưỡi một chiều thì mình sẽ mua 6 đồng đi nguyên ngày, mình phải đi 2 trạm lận. Rồi mình sẽ quay cho mọi người mình đi xe lửa sao, mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Rồi cái trạm xe lửa mình là ở đây ở đường Spring, nên mình sẽ đi qua bển mình mua vé. Cái này là downtown La Mesa. Bây giờ mình tới trạm mình sẽ mua vé. Đang ở courthouse Orange Line La Mesa. Đây là cái trạm mình mua vé bên đây nè. Nói accept cash and credit card. Mình sẽ mua 2 chiều. Mua 6 đồng đi nguyên ngày. 2 chiều thì 5 đồng. So tại vì mình đổi trạm á, mình mua 6 đồng thì mình lợi hơn. Xe lửa ha. Cái này 6 đồng. So mình trả tiền mặt. Bây giờ mình sẽ lên trolley. Sushi đi lên con. Ủa không có scan cái vé hả ta? Đây là lần đầu tiên mình đi xe này. 32 năm đi bên Mỹ mà chưa bao giờ đi xe này á. Lần đầu tiên trải nghiệm đi xe này. Rồi gia đình trải nghiệm đang đi trolley. Đó. Mở từ 4 giờ sáng tới 12 giờ sáng. Đó. Quyền đi như làng. Còn cái anh này hôm nay giỏi lắm, hôm nay không có khóc, vui vẻ lắm. Vui vẻ không bảo. 6 đồng. Giá này đi nguyên này. Xuống trạm 12 Imperial. Ở đây mình xuống đây mình sẽ qua kiếm Blue Line rồi mình xuống San Isidro. Rồi mình sẽ qua Blue Line ha. Blue Line San Isidro bên đây nè. Đó, San Isidro Blue Line. Đi bên đây. Vô chỗ mát ngồi đợi. Đó, mình xuống Blue Line San Isidro là last exit của Tijuana ha. Người dán cẩn thận nha. Đứng xếp hàng á, mình nhớ đứng sau cái lần màu vàng nha. Tại xe lửa nó chạy á, hồi nãy mình không có biết. Đứng đây hơi nguy hiểm lần đầu tiên mình đi đó. Sau mình trải nghiệm nó cho mọi người đi thì đứng
đằng sau bên đây. Tại vì nãy mình lo mình chụp hình không mình nói chuyện đó. Lên Blue Line mình đi xe xuống San Isidro. Cũng vui, giờ đợi giờ mua nước mà cũng hồi hộp. Là xe nó chạy luôn nhưng mà vui. Bây giờ mình tới trạm San Isidro rồi, mình xuống. Đó, cái này là tới đi qua bên biên giới này, qua bên đây nè. Rồi xong mình sẽ vô đây mình đổi tiền, tiền Mỹ mình qua bển mình xài nó rẻ, nó đúng hơn. Có tiền Mỹ á, thì xài nó khó lắm. Mình với tỷ 2 đồng cái mình lỗ 50 cent, cái mình lỗ 25 cent. Mình đổi ra tiền Mỹ thì mình xài nó rẻ hơn, với nó đúng hơn. Chút nữa mình qua bển mình xếp hàng đổi tiền. Bây giờ gia đình mình sẽ vô đây đi tiểu trước, rồi sau đi qua bên Mỹ. Đi tiểu vô đây thì nó có McDonald's, ai muốn ăn thì ăn trước khi đi qua bên Mỹ. Nhưng mà tại vì nhiều người quá trong toilet bên đây đó thì họ trả 50 cent mỗi người. Đó, phải trả tiền đi toilet. Ở bên Mỹ mà trả tiền đi toilet mắc cười không mọi người. Giờ mình cầm tiền này mình qua đổi peso. Hôm nay là peso nó xuống nha, thường thường là 22 peso cho 1 đồng. Bây giờ có 19 peso cho 1 đồng ở Mỹ đổi ra. Đổi 200 đô ra. Tiền Mỹ, tiền peso 200 đô chắc được 2.000 mấy á. Giờ mình đổi ra tiền Mỹ nè, mình qua tiền Mỹ mình xài ha. Em được mấy trăm bảy? 507. Wow, em được 200 đô thì được 3.8 nha. 3.8 nha. 3.8 peso. Anh thì 100, anh được 1.9, 1.900. Bây giờ gia đình mình đổi tiền xong rồi, mình sẽ đi qua trạm ha. Trạm mình đi bộ đây cỡ 2-3 phút là vô cổng đó. Người nào mà có thẻ xanh đó, đi vẫn được nhưng mà phải đem passport Việt Nam. Đây luật mới bây giờ họ cần đi qua phải có passport, không có passport thì họ sẽ chạc mình 20 đồng, có người chạc 10 đồng. Mà đi vô phòng kia thì nó bấm vô computer mình đâu thấy bấm gì đâu. Đi vô trỏng thì đưa tiền nó bỏ túi thôi. Nhưng mà mình qua bên Mỹ á, mình hỏi là ủa tại sao đi qua đây cần passport, Mỹ nó đâu có cần đâu. Tại vì mình có Sentry, mình có thẻ Sentry, mình không có cần passport. Thì lúc đi về mình chỉ đưa cái thẻ Sentry của mình thôi. Huyền lần đầu tiên đi Mỹ, Huyền vui không? Sung sung không? Sentry của mình nè. Mình đi về Việt Nam, mình về qua hải quan, mình cũng muốn xếp hàng. Mình đi về Mỹ qua bên đây mình cũng không xếp hàng. Hồi đó thì mình cầm cái này thôi mình đi. Bây giờ họ cũng bắt mình đem passport nữa, mình cũng phải đem passport. Không đem passport thì họ chạc mình 20 đồng. Thì mình đem thêm passport Mỹ. Luật mới bây giờ thì phải cần mình phải quy định luật thôi. Còn cái này thì đi vô trạm nè. Gần tới cổng rồi. Mấy đứa nhỏ đi vui quá ha. Sắp sửa qua nước khác rồi đã nghe Quyền. Lần đầu tiên được đi qua nước khác. Yeah, lần đầu tiên được qua nước khác. Rồi chào cho biết câu. Chào các bạn. Rồi dở. Đó, qua cái cổng này là qua biên giới Mỹ nha mọi người. Mình sẽ gia đình mình sẽ đứng đây chụp hình một cái để lưu niệm. Xô xì dữ ha, chụp hình cho chú Lan với lại cô Quyền. Bây giờ mình qua đây là mình qua mẹ đó, bước chân qua cổng đó là mẹ đó. Đây đi, vô đây thì họ không có cho qua phim. Cẩn thận nha. Đừng có đi lùi đi tới, con đi thẳng tới á. Đó. Mình sẽ ngừng phim ở đây nha. Rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi. Đi qua đây nè. Mình qua trạm rồi. Giờ mình đi qua bên đây. Cổng này nè, mình đi ra ngoài cổng mình sẽ đi taxi cho mấy người local ha. Mình sẽ đi xe bus, mini bus. Mini van mới đúng chứ. Cái này mình vô downtown á thì xe taxi họ lấy 6 đồng hay 7 đồng. Mà đi xe này á nó giống người mà local đó. Rồi hôm nay mình trải nghiệm, mình đi có 50 cent nè. Để chở mình vô trong downtown của Tijuana. Mình trải nghiệm mình đi xe van đi vô downtown của Tijuana. Bên phải thì là taxi, bên trái thì là xe minibus của Tijuana. Đây cái đường này qua thêm một cổng nữa là qua bên giới mẹ đó. Thì ở đây
mình nên khuyên là thể đem theo một chai nước với nón đội, bộ quần cục mang dép đi sẽ thoải mái hơn. Tại vì xúc nữa mình xuống mấy vùng biển mình chơi đó, mang giày sẽ bị dơ cái đồ mang giày mình đi, bị ướt hết trơn. Chấp hàng đi về kìa. Nhưng mà bữa chiều mình về buổi tối cái line nó sẽ cục hơn. Anh này cái line bữa sáng xếp hàng cỡ 1 tiếng đồng hồ, nếu mình về tối chiều tối thì có nửa tiếng 20 phút mà. À, qua bên mẹ biên giới mẹ đó nha. Yeah. Bên đây thì họ đi taxi. Bên đây, còn bên đây thì mình đi bên đây. Mình sẽ đi xe bên đây đi local nha. Đi bên đây. Đi bên này. El Centro? Quanto es? 10 pesos. 10? Ok. El Centro? Sí. Sí. Ok, mình sẽ đi xe lên xe này chỉ có 10 peso hơn 50 cent. Mình đi xuống downtown. Bên kia thì có 60 đồng. Đi xe này nè. Đi nè. Đi lên. Yeah. Lên gia đình. Trải nghiệm đi xe này lần nào hết mình sẽ trải nghiệm đi xe này nha mọi người. Xe này cũng còn rất là mới. Okay. Mình mua vé nè, cái này mình có vé nè, mua vé là cái 10 cái peso thôi, tính ra tiền Mỹ là 50 cent. Nhưng mà xe bus này nè, rất là đẹp nha. Chứ không phải xe bus mà mình tưởng là kia nha. Đó, cái này đợi là đi Central. Cái này ở đây. Yeah. So, cái này là mình sẽ đi xuống downtown của Simon rồi nha. Cái này giống như là cái xe ben á, chứ không phải là xe bus đâu nha. Đi có 50 cent nè, rất là rẻ luôn á. Lần đầu tiên mình đi xe taxi bus này. Mới đi xuống xe bus, mình đang ở Tijuana downtown. Mình sẽ kiếm gia đình ăn thì ăn nhỏ nhỏ, xong rồi từ đây mình sẽ đi lên grocery đồ chơi. Ok, đi qua luôn. Đây là downtown. Mẹ mua nón. Gì vậy? Ồ, đăng ký. Này chỉ chụp hình thôi em ơi. Chụp hình đó. Chụp hình bên kia. Xuống biển, cởi biển luôn. Mày đồ lưu niệm của mẹ. Mình đi cái tuần này trước lễ 4 July đó thì cứ mình về không có đợi xếp hàng nhiều, mà đi từ sau á là xếp hàng nhiều lắm, đông lắm. Bây giờ gia đình mình đi kiếm nhà hàng ăn uống no nê xong đi chơi tiếp nữa. Ai mà thích chụp hình với lại con donkey á, nhưng mà bên đây họ sơn, mấy người mẹ họ sơn cái màu lại á, giống như là zebra vậy đó. Đó. Khu này chiều tối là đi đông lắm, giống như là phố đi bộ Việt Nam á, giờ còn hơi sớm, họ chưa có ngủ ra, ngủ dậy là dậy á, chưa có đi ra. Đây có bán giỏng nè, bán mấy cái đồ truyền thống của mẹ. Đã bình đó, bây giờ nghe nhạc mẹ rồi đó. Này mình ăn đồ. Nhà sân vườn của mẹ ha cả nhà. How no you? Not required. Okay. How you doing? Hello. Oh. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Mình như nó mới xài lại không anh. Hello.
bắp chấm với lại sauce. Cái này sauce à, còn cái này guacamole bơ, cái này là mayo, còn cái này là chắc cây mình không biết. Nhưng mà đi nhà hàng nào mẻ mình vô đó, họ cũng cho mình ăn cái này hết, họ không có tính tiền. Đó, cho mình đợi á. Nhà hàng này rất là dễ thương nha mọi người. Giống như nước à, nước của em tới kìa, kenyo calada với chấm mango. And two corona for them. Có chắc nó bỏ vô hồi ta mua. Để con sao là vậy? Thank you. Nãy con chắc con quên, nói nó không có rượu á. Cái này lạ nha, cái này là họ cho súp mình tới nè. Mình uống một quyền ly. Ok. Gà chơi đấm game á hả? Mốt chỉ cô chơi với. Yo, happy birthday, Lan. Giờ bà xã lấy cho mình cái ceviche. Wow, hấp dẫn quá ha. Wow. Nha, đã ha. Giống bánh tụt. Wow, tụt thơm quá. Giờ mình cắt ra cho mọi người ha. Cái này nó nướng đó em. Wow. Bên đây là mẻ hồi nướng mình. Tươi quá luôn ở bên Mỹ. Chưa bao giờ kiếm được cái con bạch tuộc mà cắt ra ngon nó như vậy luôn á, mà nó có cơm ở dưới nè, ăn với khoai tây nè. Với lại mình chấm với mấy cái sốt giống như ở Sài Gòn á mọi người. Chua chua cay cay mặn mặn. Nên là người Việt Nam mình với mễ là ăn giống nhau nha. Cơm bạch tuộc. Sushi thích bạch tuộc lắm không? It's good then. Nóng lắm á, súp. Súp ta. Còn chiếc lắm. Thank you. Ta là chú. Nhà hàng này thì mọi người nên order cái con mực này hả? Cái con mực này nó gọi là pluto gì đó không? Octopus. Octopus place á, là nó nguyên một con mực như thế này nè. Mà không biết bao nhiêu tiền nha, để tính tiền rồi mình sẽ tính qua tiền cho cả nhà. Với lại là súp. Súp của nó cũng ngon, với lại là cái gì nó quên này. Ngon, món nào cũng ngon, xuất sắc mình ha. Mình chỉ thử 3 món thôi nha. Ăn no quá trời luôn. Mình sẽ đi qua bên Tijuana. Mình đi bộ xuống xe bus nữa. Mình sẽ chỉ mọi người xe bus đi tới San Isidro. Là $1.18. Rẻ nhất ở trong thành phố. Mà đi tới taxi á, thì họ lấy tới 30 đồng tới 25 đồng cho một xe. Thì hôm nay mình sẽ đưa trải nghiệm cái xe đó cho mọi người coi ha. Mỹ gần 7 đồng rồi. Ở cái liền gần 7 đồng, bên Mỹ thì có 1 đồng mấy hả? Đồng 10 sen. Đồng 20 sen giá lông. Rẻ quá ha. Đi thẳng nha. Giống như mướn phòng trọ ha. Bây giờ mình sẽ đi bộ tới xe bus. Mình đi vô xe video nha. Có người đổ xăng phục vụ như bên Việt Nam vậy đó. Ở cái cô kia đeo mất tiêu rồi đó, cái người đổ xăng mình không cần ra ngoài cỡ xe luôn. Mình thấy có đây có quán phở Mễ nha, không phải của Việt Nam đó, mở bên Mễ đó. Super Pinamita đó. Sorry cả nhà, hôm nay cái máu nó chỉ đường đi lộn kiếm xe bus ngoài, không có đi lòi lộn luôn. Bây giờ đi GDC taxi đây 200 đồng. À, cái này đặc biệt lắm nha, xe taxi này bên Mỹ không có. Cái này là họ chở 7 người trong xe luôn, hai người kia ngồi trước để trước mình quay nha. Đó này nè, đó ngồi đầy nè. Đó này bên Mỹ không có chở đâu á, đây là An Giang đó, mẹ chịu chở luôn. Bên đây 2 người nữa, 7 người. Ban đầu đổ xăng nè.
anh gặp góc đường á, mình đây, nhìn đây có người đổ xăng này, đã không? Đó. Có người đổ xăng này, có người phục vụ nữa nè. Chưa rồi, bây giờ phải tới đó trước khi họ dọn đó, tại chiều là họ dọn hết đồ, mình không ăn được gì á. Mấy chỗ kia thì họ mở trễ, mình đi lúc nào cũng được. Giờ mình gia đình mình đi xuống chợ cá ăn. Nãy mình kiếm không có, trên đường kia là Amanda Novo, taxi màu trắng với màu vàng á. Cái này họ chở mình ra Washuido, 1 đồng 18 cent, nãy mình kiếm không có. Bây giờ mình đi taxi này, taxi nhỏ. Qua xuống video đây em, xuống dưới đó. Nè, em cho mình ghé qua đây chơi nè, chiều nó mát đỡ. Thấy đẹp ha. Vui quá ha. Mình đi ăn thì chút mình giọng lại. Anh có problem không? À, có em bây giờ. Còn có bo mà. Còn. Ừ, nó so với bạn còn. Bo là dưới đó đó. Thung lũng biển, chợ cá, sò, tôm, cái gì cũng tươi á. Bây giờ mình giọng lại, mình vô dưới nha. Hello các bạn, bây giờ mình tới Papua đó rồi. Nãy xe hôm nay là rất là đông, cuối tuần đậu dài dưới kia đó, mình kêu taxi đậu ở ngoài đường, mình đi bộ vô thì nó lẹ hơn. Có cái hơi buồn là mình định chỉ các bạn đi xe local bus á, 1 đồng 18 cent, nhưng mà hình như là họ đổi cái định vị đậu xe đó, mình tới đó mình tìm không có. Nãy đi bộ thì hơi xa chút xíu, nên gia đình mình mệt, gia đình mình đi taxi đi tới đây luôn. Mai mốt thì mình trở lại đó, mình sẽ đi xe bus rồi mình chỉ các bạn ha. Giờ tới chạy cá rồi đó. Ê, bán đồ anh kia. Cái bóc bên đây là 7. Đó, chạy cây. Hôm nay đông quá. Đó, chỗ này là bóc nè, bà 7 mê bóc bên này nè, bà 7. Đó. Bắp hồi trắng miệng ăn hàm mua luôn, nó hấp chưa? Như đang hấp á. Em đi bên trái xuống nè em. Em làm thành chấm không đó bán, hay là mình lại trễ ta, sao nó bỏ đầy bên đây bán nè. Ở trên kìa. Ở trên hả, dọn bên kia hả? Không biết nữa, hay là giờ nó mua rồi, giờ lâu quá mới tới giờ. Đó. Này biển giống Việt Nam ha. Thank you.
hôm nay lễ của mẹ hay gì đó. Đông quá. Mẹ làm như thế này vậy? Tôi xin tay là nhiều anh à? Đưa cái điện thoại ra hình như là. Cái này bánh thân hả? Đưa bản trăm, 100 bả thối liền. Như bây giờ mình tìm được chỗ nữa nè. Ở bên đây. Dạ, ở bên đây, xuống đây. Ở đây mẹ nó bánh bia nữa nè ta. Hào sống nữa nè. Con cá. Em sao là biệt. Em xuống nhà hàng nãy làm đấy em. Wow. Cô này cô đặt đồ không em ơi, cô đá vậy? Này cô đá bảy ơi. Nó cứng lắm, cái thịt nó xíu à. Bây giờ bà xã nó mua cá lóc với lại cua. Đang trả giá. Này cá. Hôm nay mình kiếm sò không có. You sell it, yeah. Let's see, I'm gonna check it out. A fish, he said something in Spanish. Yeah, we can check it out. Ông này ông dẫn mình qua coi cá sống bên đây nè, bán bao nhiêu để mình coi thử. Hey, give me see, the. Pásame las uvas. Qué chingazo, madre. Mi compa es de Duba. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Là hồi già hả? Ừ, mẹ này có đúng tiền nha, bảy đẹp trai nha. Đưa nó ngọt nha. Đó, Coca-Cola đó, sushi. Coca-Cola Mỹ. Coca-Cola con. Đã không? Đây phải không? Ai vậy? Looks so good. Bỏ đá thơm là cái nó thơm á. Chim bơ. Sushi. Sushi, cái đá đó cho gì hả sushi? Đập đá. Nó xào bơ thơm á vậy. Bỏ đá thơm là vậy. Bên kia làm bên kia cho nó khó chịu không có ai. Ăn được không em? Thấy không mùi bơ không? Không có dễ gì hết trơn vậy. Ờ, đang kêu dễ ra ha. Vừa ăn á. Vừa ha. Thấy thơm á, thấy bơ thơm á, trời cả đó. Đó, này đang làm sò cho mình ăn. Mở hay quá. Sạch sẽ hả?
Lê Minh. Không. Nè Lê Minh nè. Đó. Mê lắm nè, xong biết nhỏ nè. Oh my god. Chân là hết sảy. Sorry em, chắc mạnh quá. Hôm nay đồ ăn ra hết món rất ngon ha. Có scallop, có sầu huyết, rồi cua, rồi cá nữa. Ăn cái này là chắc phải lăn về quá. Còn một chạm mình ăn nữa, còn thiếu một chạm nữa. Chắc không ăn tâm hùm không kịp rồi. Nãy mình để đi chỗ kia ăn tâm hùm á, 15 đồng. Nhưng mà chắc chỉ sao mình quay cho mọi người coi ha. 15 đồng được 3 miếng tâm hùm với một ly rượu. Ăn hướng mặt biển rất là đẹp luôn. Nhưng mà gia đình ăn no quá trời no rồi. Không có đi, hôm nay mình bỏ cái đó. Chút nữa mình đi xuống qua suối đồ, mình sẽ quay cho mọi người coi nữa ha. Nè Lan, cái này là món món bà xã mình thích nhất nè. Nè hai con ha. Đây ông xã mình con. Đây bỏ sauce lên không? Ừ, nhỏ đi. Đó, bỏ sauce lên. Sauce này chua chua cay cay nè. Sauce đỏ này giống của Nha Trang sauce hả Hải Quyền? Cho con lấy cua cho con. Ngon rồi nè. Ngon quá hả? Tươi không em? Quá tươi phải không? Không có nghe một cái mùi tanh mùi gì luôn á. Fresh. On the air. 2, 3 Yo. Ochata. Ochata hả? Ochata hả? Ochata. Ochata là nước gạo của mẹ đó. Thơm lắm. Đã ha. Wow. Ăn no rồi, mình sẽ đi xuống Nosewido. Đi con ngựa nha. Khúc cuối với anh mà mua bắp à, cái này là chỗ qua bảy khoái bảy qua lửa đi bảy hồi con ấy nha bảy mở nắp á bảy mở nắp nha coi thử này là gì nè này đi hả này. Thử bảy bảy thử có nhiều loại bảy ô màu nữa nè à. Kia đi bạn muốn lấy mấy cái? À, sáu cái đi, cho Quyền với Lan luôn. Amigo. Six. Six, yes, six. Với lại cái năm màu này, màu dâu nè, màu đỏ nè. Kia nè, đổ vừa vô cái bịch trà đã không kìa. Ai uống nước dừa không? Rồi, dừa tươi đó bảy. Ủa sao nó bỏ sót như lum lum la vậy ta? Thôi mình đâu bỏ sót. Không, bỏ sót ăn kỳ lắm, nó ngon lắm. Ngon dừa, nước dừa. Cô đem về đó đi vô. Đó dừa đó. Yo quiero a this. Love this. This see and then uno uno like a todo. Giống nhau hả? Ủa giống cách giống. Uno de lote? No, a this. The rest? Si. The rest. Mày ngon lắm Quyền, ăn gì luôn á. Phải để bắp này bắp Quyền. Phải để bắp vô. Nó kiểu như là dessert của nó như là Việt Nam mình sao bắp vậy đó.
Tại mỗi lần tới đây cực khổ mua để dành cho 14 cái hả? Thì cứ để đi, lát hồi về chia ra cầm luôn đi. Bỏ vô bọc này nè, nó dễ. Mình phải tự mua sao hả? Chặt dữ ta. Perfecto. Bueno, señor. Hola, hola amigo. Hola, hola. ¿Cómo se llama? José. José. Sí. Mi nombre es Tomás. Tomás, sí. Tomás. ¿El agua de la muchacha se le hace en una bolsita o en el coco? Pregunta, sí. Sí. Muy bueno ya. Sí. Oh my goodness. ¿Pruébalo? Mm. Muy bueno. Muy bueno. Mình nói một tiếng thôi nhưng mà Việt Nam á, thường thường nói một tiếng là có 2 tiếng 3 tiếng ảnh vẫn đợi mình ở đây nè. Chút nữa thì đi thì mình sẽ bo chẳng thêm. Ảnh cũng rất là dễ thương. Giờ mình tới Washuido rồi đó. Dạ vô chổng con ngựa con đi. Đi. Đi con. Ủa con gì á sushi? Cái này như xuống biển Rosarito đó, trông vẻ giống như là phố Bồ Viện không? Đó. Beer, land.
ti em. Cái ngã này mình đi xuống biển đó, có biển hồi chút nữa có cỡ ngựa nữa. Xì muốn không? Xì muốn không? Làm không? Ngồi chắc lâu không? Cái này cho xì mà. Xì thử không? Tham muốn cưỡi ngựa. Trời, bên đây đông hơn bên kia nữa em. Xuống biển mình sẽ ăn tiếp nữa và mình sẽ uống bia. Đây chơi chút nữa mình sẽ kiếm con ngựa nào cho bé sushi ngồi cỡ ngựa. $12. $2 US. You got a drink? Margarita. Moment. Traditional drinks in the Mexico. Margarita. Strawberry flavor online. I got a 2-for-1 for you. Hold on. Xong mình qua bên mình chơi, mình đái. À, mua đồ quyền. You get a stamp, no pay. Hey, where'd you get that? They stamp you. Too much. Okay. I gotta drive later. Yeah.
opposite way. There we go. Rồi chốt đơn nha. Chốt đơn nha, cả nhà chị nào thích cái nào báo em nha, em sẽ mua về giùm nha. Đó, 5 đồng một cái đều quá trời dễ thương. Odin. Đến rồi đó. Chị thích kiểu đó phải không? Đến. Massage. Đẹp không cả nhà? Ok, ai khác thì massage. Massage tay biển luôn. Nào là cái người làm tóc nè, có người lại massage nè, có người hút nước nè, rồi có người đi đi về massage. Gội đầu massage. Quanto Edison massage. Vui lắm. Bây giờ em sẽ đi shopping ha, em dẫn mọi người đi shopping nha. Yeah, let me get the guy, okay? Mấy biển này giống Việt Nam quá, bán trái cây lum la nè. Vui không chứ suy đã không dạ ai nữa không con màu trắng phải không khoái quá bác sĩ đi thêm lần nữa này ngựa trắng nha đó. Smile on.
này dẫn xa hơn, anh kia dẫn đi con chút mà. Anh này dẫn cho xì đi xa hơn anh hồi nãy luôn. Chút nữa mình sẽ bo cho anh này 100 peso. Hồi nãy mình bo cho anh kia 40 peso. Cái này giống như là làm neo vậy quý vị. Phải take turn á, chứ không phải là muốn dẫn là dẫn đâu. Phải một đội có 5-6 người, mình phải xếp hàng. Hồi nãy cái anh kia mời mình uống bia cũng vậy, xếp hàng á, giống như làm neo vậy đó. Bây giờ mình về nhà bây giờ từ San Isidro về nhà là cỡ 40 phút, xong mình xếp hàng qua trạm. Nếu mà không có thẻ Global Entry thì xếp hàng cỡ nửa tiếng tới một tiếng, còn mình thì gia đình mình có Global Entry thì mình đi qua cỡ 2 phút thôi. Từ nhà mình mà tới biên giới là cỡ về nhà nửa tiếng, nhưng mà hôm nay chơi rất là vui. Hôm nay xài gia đình mình xài cỡ mấy trăm mà chơi rất là vui, bên mẹ nhất trên là rẻ. Có gì sorry cái xe nó hơi rung nha. Cái gì chút nữa mình xếp hàng á, mình sẽ quay cho mọi người coi xếp hàng làm sao nha. Bông đẹp ha. Vậy bông giống bánh bao quá vậy em? Bây giờ mình sắp sửa tới border rồi, cách xa 2 phút. Cái cổng mình đi về ha. Theo anh không được, nhưng mà có đói bụng thì mình ăn uống nước. Có đói bụng nữa. Cái đây là cái line bình thường. Mình thì mình có sentry, mình đi không cần xếp hàng. Nhưng mà giờ này thì nó vắng rồi, mình không cần xếp hàng. Bên đây là cái họ xe nè, xe họ xếp hàng về Mỹ nè mọi người. Ở đây có cỡ 20 line đó, nhưng mà đợi cũng gần tiếng hồ. Đi bộ sẽ lẹ hơn,
đi xe đợi một tiếng đồng hồ. Đó, vô xếp hàng line đặc biệt á, không có xếp hàng đi qua đây cỡ 1-2 phút là qua rồi. Cái line đặc biệt nè, còn cái line là bình thường nè, xếp hàng coi là dài nè. Đó. Rất là dài nha. Và xếp hàng không có đông như hồi đó. Cảm ơn quý vị đã coi video hôm nay. Và mình xin kết thúc video hôm nay nha. Cảm ơn và xin bye. Sushi có muốn nói gì không? Thank you for watching my channel. Everyone subscribe and give it a thumbs up. Bye.